Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe gian, dòng touring đường phố của gian XKSL1. Vâng, đây là chiếc xe cao cấp nhất của dòng gian XKSL các bác nhé. Và chiếc xe này rất là đặc biệt vì nó có size ghét. Phù hợp các bác có chiều cao rất là khiêm tốn mà lại muốn rèn luyện thể thao. Vâng, đây một chiếc một size xe rất hiếm khi ở về bên em. Size ghét các bác nhé, phù hợp các bác từ 1m53 đến 1m6 có thể đi chiếc xe này. Vâng, một size xe rất là hiếm về tại cửa hàng Kiên Xe Đạp. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và đây là hình thức chiếc xe đây. Màu đen xanh này thì về rất nhiều tại cửa hàng em rồi, hầu như còn rất là đẹp. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Hình thức rất là mới các bác nhé. Vết sơn đen lì, đen nhám, rất là khỏe. Đường chỉ đỏ này theo khung xe các bác. Một vài vết xước nhỏ như này thôi, không đáng kể, rất ít. Đây là mã QR của hãng, chống hàng giả các bác nhé. Cọc yên và yên của nguyên bản gian. Vâng, như vừa nói đây, chiếc xe size XS, trên khung xe đề XS đây, gian XKSL1 size XS của các bác từ 1m53 đến 1m6 có thể đi phù hợp chiếc xe này. Bộ khung alu XSL, một bộ khung cao cấp hơn alu X bình thường của những dòng xe gian. Đây thêm SL các bác nhé, đúng là cao cấp hơn một bậc cho bộ khung siêu nhẹ và bền. Tất cả chi tiết xe đều nguyên bản theo xe hết. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Đây, em sẽ lướt qua một lần nữa về bộ khung của xe này. Càng rất là mới. Đây, những tem mã vạch thì còn nguyên. Tay bấm xả của Shimano, bên này bên bấm lip 9 tầng, bên này 3 tầng bên đĩa của Shimano các bác nhé, Shimano Alivio. Ghi đông cổ phốt chính hãng của gian nguyên bản này. Đây là logo của gian. Vâng, và chiếc xe sử dụng bộ vành cặp nguyên bản của gian. Đây. Giờ em sẽ quay thông số lốp cho các bác xem. Bảy trăm nhân 28 cc. Vâng, ở ngoài xe sử dụng Mayer bi vòng các bác nhé, bi vòng bạc đạn, dây ôm sườn cao cấp. Thường xe gian cao cấp thì thường có đi dây ôm sườn đây. Em đã review rất nhiều lần về chiếc xe dòng XKSL1 này rồi, rất là chất lượng. Vâng, đây là lipstick khá là mới. Vâng, và xe sử dụng bộ cấu hình 9 lít 3 đĩa cho xe 27 tốc độ của đề Shimano Alivio, đùi đĩa 3 tầng của Shimano, gạt đĩa của Shimano. Vâng, bây giờ em sẽ test chuyển động. Vâng, lên đĩa, lên đít.
chuyển động rất là tốt. Sử dụng full bộ group của Shimano, nên chuyển động rất là tốt các bác nhé. Lên đĩa. À, lên nít. Xuống nít. Hầu như không một lỗ nhỏ về chuyển động nào của chiếc xe này. Vâng. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt. Bánh sử dụng mây bạc đạn, bánh quay rất là đều đây. Rất là bon xe các bác. Vâng, và xe sử dụng bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Full bộ chuyển động Shimano luôn. Vâng, bánh quay rất là bon. Vâng, và em nhắc lại là chiếc xe này phù hợp các bác từ 1m53 đến 1m6. Chiếc xe dòng cao cấp nhất của dòng XKSL. XKSL 1 các bác nhé. Vâng, và chiếc xe Gian XKSL 1 đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 9.3 triệu miễn phí ship Hàn Quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.